Tăng Thanh Hà mặc kính bưng đi biển. Trong những chuyến đi biển cùng gia đình, Tăng Thanh Hà thường chọn trang phục kín đáo, hạn chế khoe body. Tăng Thanh Hà tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ở biển cùng chồng con ngày đầu năm. Trong bức hình chụp trên bãi cát, nữ diễn viên mặc body suit kín bưng phối cùng quần short. Theo đuổi phong cách thanh lịch, Tăng Thanh Hà ít khi mặc sexy dù đi biển. Bà xã Louise Nguyễn thường chọn những trang phục thoải mái như áo thun hay đầm suông. Tăng Thanh Hà mặc body suit và quần short, phối thêm áo choàng trong một lần dạo chơi Phú Quốc. Ngồi sưởi nắng trên bãi biển, bà mẹ ba con diện chiếc đầm suông thoải mái. Không cầu kỳ. Đầm Barbidol chất liệu thô mát, mỏng nhẹ và mũ chống nắng được Tăng Thanh Hà chọn trong một lần nghỉ dưỡng. Mỹ nhân sinh năm 1986 lăng xê nhiều kiểu váy trang nhã, không có khoảng hở khi đi dạo trên bờ biển. Bộ trang phục kín đáo được con dâu Jonathan Hạnh Nguyễn diện khi ngắm hoàng hôn cùng hai con. Nữ diễn viên hiếm khi khoe dáng với bikini. Thay vào đó, cô tôn body qua các kiểu đồ gợi cảm vừa phải như crop top, áo hai dây. Bà mẹ ba con tạo dáng ở khu resort với tank top và quần short. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.